Ăn tỏi đúng cách, bạn đã biết chưa? Tỏi có chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp tăng cường hệ miễn dịch này, điều trị và phòng ngừa cảm cúm. Chưa kể rất tốt cho xương và hệ tim mạch. Ăn tỏi đúng cách là phải đập dập hoặc là băm nhuyễn ra, rồi sau đó để ngoài không khí khoảng 10 cho đến 15 phút rồi hãng ăn hoặc là chế biến nha. Tác dụng cơ bản của tỏi đến từ chất gọi là allicin, và trong củ tỏi tươi thì lại không có allicin tự do, chỉ có một tiền chất gọi là allein mà thôi. Và khi tỏi được băm nhuyễn hoặc là đập dập thì các enzyme có ở trong tỏi sẽ bị kích hoạt, và khi đó sẽ kích thích allein chuyển thành allicin nha. Và các bạn yên tâm là cho dù chúng ta có nấu chín thì tác dụng vẫn có đến hơn 60% nha. Và nếu được thì các bạn có thể ăn sống thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Tuy nhiên có một số bạn rất là e ngại ăn tỏi bởi vì chúng gây hôi miệng, thì các bạn có thể áp dụng một số cách như sau để có thể khử mùi hôi hiệu quả nha. Cách thứ nhất là chúng ta sau khi ăn tỏi nhai một chút lá trà xanh hoặc là cần tây này. Cách thứ hai, các bạn súc miệng bằng nước chanh hoặc là baking soda. Cách thứ ba, các bạn có thể uống một chút sữa bò hoặc là cà phê đen nhé. Và nếu có một số lưu ý đặc biệt khi mà chúng ta ăn tỏi nè. Lưu ý thứ nhất là không được ăn quá nhiều, một ngày chỉ ăn khoảng 1 cho đến 2 tép tỏi nhưng mà không quá 10 gram nha. Lưu ý thứ hai là không ăn tỏi khi bụng đói, và đặc biệt là không đắp tỏi lên vết thương bị hở nha. Và cuối cùng là những chị em phụ nữ mà đang mang thai này, hoặc là những người đang có vấn đề về gan thận, hoặc là những người đang sử dụng thuốc chống đông máu thì chúng ta nên hạn chế sử dụng tỏi nhé. Các bạn ơi, nên tin rằng một số thông tin liên quan đến tỏi sẽ giúp cho chúng ta có thể sử dụng tỏi đúng cách nha. Và đừng quên chia sẻ điều này đến với thật nhiều người để tất cả mọi người cùng biết mà áp dụng nhé. Cẩm nương cùng gia đình bạn giữ lửa yêu thương.